Thưa quý vị, liên quan đến việc cảnh sát Hàn Quốc bắt hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện các hãng hàng không vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin vụ việc trên. Cục Hàng không khẳng định, quan điểm của chúng tôi cũng như của các hãng hàng không Việt Nam đều thống nhất rằng, đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật không bao che. Hiện hãng hàng không Vietjet Air đã đưa ra khẳng định hai tiếp viên này không thuộc phi hành đoàn của hãng, trong khi đó, đại diện Bamboo Airlines và Vietnam Airlines cho biết đã nắm được thông tin trên và đang tiến hành xác minh từ các bộ phận chức năng sẽ sớm có thông tin chính thức.